Chào các bạn. Hiện tại thì mình vừa mới cập nhật cái netting của ABF, nó cho phép mình xuất DXF đối với những cái đối tượng nó có cái group nó có tên là ABF gạch. Thì những cái đối tượng này bây giờ nó sẽ là những cái nát liền với nhau và nó sẽ nội suy cái đường cong mà chính xác hơn. Đối với trường hợp nếu như cái đường tròn này cái xác minh của nó lớn hơn 12, ví dụ như thằng này xác minh của nó là 24, thì khi mà xuất ra đế ghép thì chỗ này nó sẽ biến thành hình tròn. Nhưng mà đối với những đối tượng cái xác minh của nó nhỏ hơn 12, ví dụ như thằng này 11, thì nó sẽ vẫn giữ đúng y là những cái hình đa giác có 11 cạnh này ha. Tương tự như vậy đối với cái đường cong, nếu nó lớn hơn 5 thì nó sẽ tự động nó biến thành đường cong, còn nếu mà nó nhỏ hơn 5 thì nó vẫn là những cái cạnh. Ví dụ như thằng này xác minh của nó chỉ là 4 thôi, thì khi xuất ra đế ghép thì nó sẽ là những cái cạnh gạch 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 gạch. Còn thằng này nếu xác minh của nó lớn hơn 5 thì nó sẽ trở thành cái đường cong. Tương tự như hình này các bạn nhìn ha, xác minh nó 6, thằng này nó đang là những cái đường rời, thì khi mà xuất ra thì nó sẽ dồn lại nó thành một cái vector kính. Này mình để đây ha, thằng này là 24, 24, thằng này là 11, thằng này là 7 và thằng này là 4. 1 2 3 4 thì thằng 4 nó sẽ không không có xuất thành hình hình đường cong mà nó vẫn là cái những cái cạnh này. Thằng này là 6 ha. Đây. Sau đó mình sẽ add label. Mình có thể xoay cái label này lên phía trên như dễ coi, sau đó thì mình netting. Này, netting xong rồi các bạn. Này. Netting xong rồi, bây giờ thì mình sẽ xuất ra DXF. Đó. Đây ha. Ok, mình xuất thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ import vào trong thằng này. Đây các bạn. Bạn nhìn ha. Cái đường này. Đó. Bây giờ thì nó đã trở thành cái vector kính rồi. Lúc trước á, khi mà mình làm cái trường hợp mà mình netting cái group nó có tên là ABF gạch đó, thì ở đây thì nó sẽ làm mấy cái đường rời với nhau, thì bây giờ mình đã fit lại rồi thì bây giờ nó là vector kính. Tương tự như vậy đối với những cái đối tượng cong nhưng mà có cái số cạnh cái xác minh của nó dưới 5 thì nó vẫn giữ đúng nguyên cạnh, nhưng mà mình chỉ cần chỉnh trên 5 thôi, ví dụ như mình chỉnh là 6 hoặc 7 gì đó thì nó sẽ biến thành cái đường cong. Các bạn nhìn nè, đó, thì thằng này bây giờ nó đã là cái đường cong tuyệt đối rồi, nó có bán kính ha. Đây, các bạn có thể xem detail của nó được, nó arc ha, nó có radius nè, nó có bán kính. Tương tự giống vậy cái đường này cũng là một cái đường cong này các bạn. Đó, lúc nãy mình để nó bằng 6 nè trong SketchUp. Đây, mình để nó bằng 6, xác minh của nó bằng 6. Đây ha. Thì nó biến thành cái đường cong tại vì nó lớn hơn 5. Đây, nó biến thành cái đường cong. Đó. Tèo ha, đây nó có cái bán kính của nó, có luôn ha. Rồi, đối với trường hợp đường tròn thì sao? Đường tròn thì những cái nào có cái xác minh lớn hơn 12, 13 gì đó, 12 thì nó sẽ biến thành hình tròn tuyệt đối. Đây, hình tròn. Nếu nhỏ hơn 12 thì nó vẫn giữ nguyên. Đó, thì khi các bạn có nhu cầu gì đó làm thì các bạn nhớ chú ý cái điều này ha. Rồi. Mình nói lại cho rõ ràng ha. Đối với những cái đường tròn nó có cái xác minh nó hơn 12 thì nó tự biến thành hình tròn tuyệt đối khi xuất đề nhé. Còn nếu nó nhỏ hơn 12 thì nó vẫn là đa giác. Rồi, còn đối với cái đường cong này, cái đường cong này xác minh của nó là 5 ha. Nếu nó lớn hơn 5 thì nó tự biến thành đường cong khi xuất đề.
Còn nếu nó nhỏ hơn nam các bạn thì nó vẫn là các cạnh liền. Đó. Trong đây là cái cập nhật mới của IBF, các bạn xem và chú ý nhé. Cảm ơn mọi người.